Rồi em chào tất cả các chị nhá. Đây là một gọi là, nói chung là mong chờ bao lâu giờ nó mới về được một ít đây các chị này. Đấy, đấy gọi là tinh dầu tràm. Tinh dầu tràm thì tại sao đợt này nó lại cháy hàng như thế ạ? Bình thường bên em vẫn bán thôi nhưng mà nó gọi là nó không hot, nó không cháy như bây giờ. Bởi vì bình thường người ta cứ mua bình thường, dùng thông thường thôi. Nhưng đợt này nó có cái dịch cũng rất là nguy hiểm như vậy. Cho nên là người ta săn lùng mua cái này rất là nhiều. Đồng thời với cái việc nữa là bên ngành y tế người ta khuyến cáo dùng cái tinh dầu tràm này để phòng chống virus này, cảm cúm, cảm lạnh và các cái virus, kể cả virus corona bây giờ. Đấy, những cái khẩu trang bình thường đúng không ạ? Đây là khẩu trang y tế thôi. Nhưng mà khi các chị nhỏ thêm vài giọt giọt dầu tràm vào khẩu trang thì nó sẽ tăng thêm cái tính kháng khuẩn cho cái khẩu trang này. Được chưa ạ? Mỗi khi ra đường. Đây ạ, các chị có thể tham khảo là có một số chị thì nói chung là rất nhiều chị thì biết rồi, và đợt này thì báo chí nó viết rất nhiều về cái tinh dầu tràm này. Đây em quay sát cho các chị này. Đấy, nói chung là rất là nhiều thông tin. Đây này, bác sĩ Lê Công Danh, bệnh viện y học cổ truyền này, sử dụng dầu tràm nói chung phương pháp hữu hiệu giúp thanh lọc không khí này, cải thiện tâm trạng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Nói chung là thời điểm này là mình rất là cần tăng cường sức đề kháng. Đấy, việc làm sạch không khí bằng phương pháp tự nhiên, trong đó có tinh dầu là điều nên làm. Đấy, nói chung là đây là các khuyến cáo của bên ngành y tế. Đấy, ngoài ra cũng ý kiến đề xuất sử dụng tinh dầu tràm để tăng cường tính năng. Mỗi khẩu trang nên giỏ thêm một giọt tinh dầu tràm thì khả năng tăng bảo vệ cao hơn. Đấy, các chị nhé. Cái này là bên ngành y tế người ta đã khuyến cáo như vậy. Nói chung là có rất là nhiều thông tin. Đấy, nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào nước tắm, massage tinh dầu tràm hàng ngày, bôi xoa tinh dầu tràm trước khi ra ngoài, dùng vài giọt tinh dầu tràm để nhỏ vào nước lau nhà để kháng khuẩn và giữ vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Đấy, nói chung là có rất là nhiều thông tin. Ví dụ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu sáng kiến ngừa virus corona bằng tinh dầu tràm. Nói chung là những cái này là khoa học, người ta đã nghiên cứu rồi. Và bản thân em sử dụng cho con em từ hồi 3 tháng, hơn 3 tháng một tí là em đã dùng và em cảm thấy rất là ok. Không phải mỗi cái virus corona này đâu, mà những cái các chị hình dung nó cũng là những cái virus cảm cúm, cảm lạnh, nó ngừa rất là tốt luôn. Em thì thường em rửa nhỏ vài giọt vào cái nước tắm cho bé, nói chung là bao nhiêu năm nay đều là như vậy rồi. Đấy, đây này, theo ông Dũng chỉ cần nhỏ một tinh dầu tràm lên khẩu trang, khả năng ngăn ngừa dịch cúm sẽ được nâng cao này. Đấy các chị ạ, giá thì nó cực kỳ rẻ thôi. Em vẫn cương quyết không tăng giá, em bán bao nhiêu năm nay rồi vẫn giá là 125.000 một hũ và 100ml. Đấy, các chị dùng tẹt ga, em dùng cả năm mới hết một lọ này. Nói chung thoải mái lắm, dùng mãi mới hết cơ. Đấy, đấy các chị, ngoài ra chị nào có cái đèn sông tinh dầu này nữa, bên em cũng có cả bán cả cái đèn sông tinh dầu, nó chỉ hơn 100.000 một cái đèn này thôi, nhưng hiện tại cái đèn này cũng đang còn rất là ít. Đấy, cái này là các chị có thể nhỏ tinh dầu tràm này vào cái đèn này để làm sao để sông cái gọi là làm sạch cái phòng của mình á. Đấy, làm sạch không khí đấy. Đấy, bây giờ người ta đang cần yêu cầu lọc không khí ấy, bằng phương pháp đây này, làm sạch không khí bằng phương pháp tự nhiên và có thêm cả tinh dầu nữa là tốt nhất. Đấy, là có những cái phương pháp như vậy. Thì em tổng kết lại chung có những cái cách sử dụng tinh dầu tràm như sau. Thứ nhất ấy, cái này em dùng mấy năm nay rồi cơ, không phải vì đợt dịch này mới bên em mới mấy đâu. Bên em bán cái này là từ ngày em sinh bé nhà em thì em đã dùng cái sản phẩm này và em đã đem lên bán tại các cửa hàng của mình rồi. Đấy là cứ lấy cái dầu tràm này nhỏ vài giọt vào cái chậu tắm cho bé. Đấy, cứ vài giọt vào chậu tắm cho bé để giúp kháng khuẩn này, đồng thời với việc mà ngăn ngừa cảm cúm và cảm lạnh các chị nhá. Đấy, cách thứ hai nữa đấy là các chị nhỏ vào cái đèn sông tinh dầu. Đấy, đèn sông tinh dầu thì nó kháng khuẩn cho cả cái căn phòng của mình và nó lọc không khí cho cả cái căn phòng của mình luôn. Nhưng rất là dễ chịu, em đảm bảo với chị mùi cực kỳ dễ chịu. Và đặc biệt những chị nào mà bị về kiểu vấn đề về xoang ấy, mũi xoang ấy, xong cái này thích cực kỳ luôn này. Nếu chị nào không có đèn sông tinh dầu thì có một cách nữa, đấy là các chị có thể lấy một cái ca nước ấm ấy, nước nóng, các chị nhỏ vài sông tinh dầu vào và sông cũng được. Đấy, cũng rất là hiệu quả luôn. Cách thứ ba nữa đấy là như người ta khuyến cáo là nhỏ vài giọt. Đấy, bên ngành y tế người ta khuyến cáo nhỏ vài, kể cả khẩu trang y tế hay khẩu trang vải nhá, các chị cứ nhỏ cho em thêm vài giọt cái tinh dầu tràm này trước khi ra đường để nó tăng cái độ kháng khuẩn tốt hơn. Đấy, cách thứ tư nữa là các chị nhỏ vào cái nước lau sàn nhà để mình kháng khuẩn cho cả cái khu vực nhà cửa của mình. Giá thì các chị lưu ý cho em 125.000. À, ngày hôm nay nữa thì nó chỉ còn có mấy chục lọ đây nữa, thì chị nào lấy hai lọ thì em miễn phí ship toàn quốc luôn. Các chị nhá, một lọ này dùng to lắm luôn, dùng nhiều lắm 100ml liền cơ. Nên là các chị dùng tẹt ten nhá. Thậm chí nếu mà cháy hàng quá thì về cứ tạm thời lấy một lọ rồi chia ra mấy nhà dùng. Đấy, vì nếu các chị dùng nhiều nhỏ vào khẩu trang, chứ em bình thường trước đây em toàn dùng chỉ mỗi tắm không thì phải hàng năm, thậm chí hơn năm mới hết lọ này. Nhiều lắm các chị nhá. Các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho bên em vì số lượng nó không có nhiều và đợt này đang cháy hàng rất là trầm trọng luôn. Giá thì vẫn không đổi các chị nhá, 125.000 một lọ. Và đặc biệt ngày hôm nay chị nào chia sẻ cái like này đồng thời là đặt hàng thì sẽ được hai lọ, sẽ được miễn phí ship
giao hàng toàn quốc, được chưa? Bao hàng chuẩn xịn cho các chị luôn, bao hàng chuẩn xịn tinh dầu tràm Huế luôn các chị nhá, được chưa? Vào Huế các chị mua cái lọ này là giá là 150.000 ạ, các chị cứ qua để xem đúng không? Đấy, cái lọ chai 100ml này là phải là 150.000. Còn đây là em làm cái chương trình giá từ trước đến nay rồi. Em không muốn là vì cái dịch mà em tăng giá thì em không có thích lắm. Đấy, cho nên cũng vẫn giá giữ nguyên giá cho các chị. Nhưng mà số lượng thì nó hơi ít, các chị nên các chị thông cảm giúp em nhá. Bởi vì đợt này nó hơi bị khan hiếm hàng. Nên là các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em các chị nhá.